Xin chào tất cả các chị, và cũng sắp tới mùa đông rồi các chị ơi. Các chị đã sắm cho mình những cái mẫu đồ có thể mặc đi chơi trong những cái mùa này chưa? Thì shop em vừa mới nhập về rất là nhiều các mẫu áo len nha các chị. Áo khoác nè, áo thun và rất là nhiều mẫu. Hiện tại em đang mặc trên người là một cái chiếc áo len màu cam rất là xinh đẹp các chị. Và cái form áo này các chị nhìn nè, kiểu như là cái form nó sẽ hơi rộng và cái vạt trước nó sẽ dài đây các chị. Phía sau lưng thì cái vạt nó sẽ ngắn hơn. Đó, em phối với lại một cái chân váy màu đen nè, và một cái chiếc áo dây màu đen bên trong thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà mình nhìn nó rất là xa các chị và nổi bật nữa. Màu cam này mặc rất là trắng da, và đặc biệt cái chất vải len của bên em thì hàng tất cả là đều là hàng nhập, cho nên chất vải cực kỳ đẹp nha các chị. Nhưng mà người thấy thì những cái kiểu áo như thế này ở Việt Nam rất là nhiều, và các sự đã lên nói chung là số lượng cũng lớn lắm. Nhưng mà cái chất vải chắc chắn sẽ không bằng những shop em nha các chị ơi. Tại vì cái chất vải này cực kỳ đẹp, vải len nhưng mà không phải là len gân, cũng không phải là len thường dày các chị. Và cái len này chất co giãn rất là tốt, cực kỳ mạnh, vải mịn nha các chị nha. Bây giờ em chuyển sang màu khác cho các chị coi, tại vì áo này bên em về có tổng cộng là nói chung nhiều màu lắm các chị, nhớ coi hết clip ha. Và màu tiếp theo em mặc cho các chị xem á, đó là màu rêu đây các chị. Chứ các chị nhìn nè, thì hàng nhập cho nên chắc chắn nó sẽ rất là khác với lại hàng Việt Nam hoặc là hàng những sự khác lên nha các chị nha. Đây các chị có thể nhìn thấy được cái tem nè. Đó, chắc chắn là cái tem này thì mọi người có thể nhìn được hàng nhập mới có thôi, và chất liệu vải cũng rất là khác. Bây giờ em thay sang màu rêu ha. Đợi em tí xíu nha. Mặc màu rêu cho các chị coi. Và cái màu cam rất này thì em nghĩ là chị nào mặc cũng hợp hết. Tại vì nó trắng da, nó không quá nổi. Và cái màu này cũng không phải là quá tối các chị. Mặc lên không có bị già. Và màu rêu này thì em thấy nó lạ rồi. Màu rêu là ít khi có những cái đồ nào mà họ sẽ lên màu rêu lắm các chị. Màu rêu thì khi mình mặc vô á, cảm giác là thứ nhất nhìn nó trắng da, thứ hai là nhìn cái tông này là tông lạnh, mặc cũng hay đúng không? Đây màu rêu đây các chị. Phối với lại áo nào cũng được, hoặc là chân váy hoặc là quần mọi người nha. Đó, màu rêu rất là sang luôn. Và tiếp theo một màu nữa thì em nghĩ chắc chắn các chị sẽ rất là thích, tại vì cái màu này là một cái trong những cái màu hot nhất hiện tại. Màu vàng nha các chị ơi. Màu vàng thì mình mặc lên nhìn cực kỳ trẻ trung và năng động ha. Bây giờ là em chuyển sang màu vàng cho các chị coi luôn. Các chị nhìn kỹ màu xanh rêu nha. Đó, em thích là cái vàng này nè các chị, nhìn nó sang sang như thế nào á. Bây giờ mình chuyển sang màu vàng. Màu vàng thì kiểu như những chị nào mà thích những cái màu tươi nè, hoặc là những cái màu mà năng động, thì màu vàng chắc chắn các chị không thể nào bỏ qua được. Đây, màu vàng đây, mặc cho các chị coi luôn. Đó, màu vàng rất là nhiều màu nha các chị, nhớ coi hết clip luôn thì các chị sẽ thấy được tất cả các màu của cái áo này. Dễ thương quá à. Các chị có thể phối với lại quần legging nè, hoặc là quần jean, các kiểu quần sọt chân váy như thế nào đó, màu trắng, màu đen, hoặc là cái màu nào mà các chị phối cảm thấy nó thích hợp thôi nha. Rồi phía sau lưng nè, các chị có thể kết hợp thêm nón len hay là như thế nào mình mặc đi chơi, chụp hình lên sóng ảo cực kỳ đẹp các chị. Màu vàng thì nổi rồi. Và màu tiếp theo là một cái màu truyền thống rồi, em nghĩ chắc chắn chị nào cũng sẽ thích thôi, tại vì cái màu đen. Màu đen là một cái tông màu truyền thống, và những chị nào tròn người á, hoặc là có nhiều khuyết điểm thì mặc màu đen lên nó rất là gọn, và nó sẽ che được hết khuyết điểm cho tất cả các chị luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ mặc màu đen cho mọi người coi nè. Đây các chị. Rồi đợi em tí xíu ha, mặc màu đen cho mọi người xem. Màu đen thì các chị có thể phối đồ bất kỳ màu nào cũng được. Ví dụ như mặc màu trắng nè các chị, màu vàng, màu kem, màu đen, màu xanh, thì phối với lại áo khoác đen vô là chắc chắn là rất là hợp. Màu nào cũng phù hợp với áo khoác đen hết các chị. Đây, màu đen thì mình mặc vô nhìn nó gọn ha. Những chị nào mà có tóc tay nè, mình có thể che được. Hoặc là các chị mà đi chơi du lịch đó, mình mặc những chiếc đầm bên trong. Và còn một cái chiếc áo khoác, nhưng mà mặc những chiếc áo khoác bình thường thì nó dày quá, hoặc là nó không có tôn dáng, thì mình mặc áo len nhìn nó rất là tôn dáng, mình nhìn nhẹ nhàng nữa. Phía sau nha các chị, màu đen nó cũng giống như những màu khác thôi. Rồi còn tiếp theo mấy màu nữa, bây giờ em chuyển ha, để em coi thử cái màu tiếp theo là màu gì nha các chị nha. Rồi đây, màu tiếp theo là một cái tông màu xám cực kỳ sang trọng các chị ơi. Chị nào mà thích những phong cách hơi tây tây á thì mình chọn cái màu xám đi, tại vì màu xám nên nhìn nó sang lắm. Với lại là mình mặc đồ tủ nào cũng hợp hết. Ví dụ như các chị nè, hoặc là các cô nè, mình có thể mua cho người thân cái kiểu màu xám, thì em không thấy cái kén da nha. Màu xám rất là xinh. Đó, sang không mấy chế ơi. Vẫn là cái vạt dài đây phía trước. Tay dài mình có thể xăng lên hoặc là kéo xuống luôn. Đó các chị nhìn nè, chất liệu cái vải len này rất là đẹp luôn, không phải là len gân bình thường các chị ơi. Cái này nó dày, nó mịn mà nó co giãn rất là nhiều. Đó, mặt mát nha, không có hề bị ngứa hay là bị nóng gì hết các chị. Rồi màu xám ha. Còn một cái màu nữa là cái tông màu cuối cùng em cho các chị coi luôn nha. Tông màu cuối cùng là màu đây. Màu này có thể nói là màu đỏ đất các chị, hoặc là màu hồng đổ. Nói chung cái màu này cũng lạ lắm, bây giờ em mặc cho các chị xem luôn nè. Thử mình lên da.